Ethylene là một loại thực phẩm chức năng được bào chế dạng bột, thuận tiện cho người sử dụng. Sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu thiên nhiên quý hiếm nên vô cùng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Ethylene thể hiện tốt vai trò của mình trong hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cường quá trình đốt cháy và tiêu hao lượng mỡ dư thừa trên cơ thể một cách nhanh chóng. Ethylene là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Đắc Tín. Sản phẩm được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia cùng dây chuyền công nghệ hiện đại. Dựa trên nền tảng công nghệ Enzyme tiên tiến, cho ra đời dòng sản phẩm cao cấp chất lượng cao. Sản phẩm đảm bảo chỉ tiêu chất lượng do Cục An toàn Thực phẩm ban hành. Hiện được phân phối độc quyền trên thị trường bởi công ty cổ phần dược mỹ phẩm Galim. Thành phần và hàm lượng, thành phần Enzyme đều là các loại thảo dược quý hiếm trong tự nhiên, hà diệp, hạt cà phê xanh, phytosan, hạt đậu thận, hoa hòe, lá sen, linh chi và nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể, vitamin PP, capsaicin. Dạng bào chế, dạng bột cuốn. Quy cách đóng gói, mỗi hộp Enzyme gồm 20 gói. Enzyme có tác dụng gì? Cà phê xanh có tên khoa học là Coffea Arabica thuộc họ cà phê Stevia. Cà phê xanh có nguồn gốc từ các nước Bắc Phi, hiện nay phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cà phê xanh có chứa lượng dinh dưỡng cao, cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể, có khả năng giữ gìn vóc dáng, làm thon gọn cơ thể hiệu quả. Hạt cà phê có chứa nhiều hoạt chất glucid, lipid, protein, acid caffeine, acid chlorogen, dẫn chất vitamin B, có tác dụng tốt trong việc đốt cháy mỡ thừa. Hạt đậu thận là loại thảo dược hiện nay chưa được phát hiện ở Việt Nam. Nguồn nguyên liệu này nước ta vẫn chủ yếu nhập từ nước ngoài về. Hạt đậu thận có chứa hợp chất amylase, ức chế quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường trong cơ thể. Nhờ có quá trình ức chế này mà lượng tinh bột được hấp thu sẽ ít đi, tránh gây thừa đường dẫn tới tích tụ mỡ thừa tại máu và nội tạng. Hoa hòe có tên khoa học là Sofoa japonica thuộc họ đậu Fabae. Hoa hòe là một cây thuốc nam quý, có chứa hợp chất quercetin đặc biệt tốt cho quá trình giảm cân. Quercetin ngăn cản việc hấp thụ các chất béo vào cơ thể, đồng thời cũng làm giảm quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường như hạt đậu thận. Phytosan có tác dụng tăng cường quá trình đào thải chất béo trong cơ thể, ngăn chặn sự tích tụ chất béo ở các tế bào trong thành ruột, nâng cao quá trình đốt cháy mỡ thừa trong máu và nội tạng để hỗ trợ quá trình giảm cân một cách triệt để. Capsaicin có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế sự tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Mặt khác, capsaicin cũng tăng cường các quá trình đốt mỡ để nhanh chóng loại bỏ các lượng mỡ tích tụ tại các cơ quan. Xem thêm sản phẩm có công dụng tương tự, thuốc giảm cân 7 giây Slim của Mỹ có tốt không, giá bao nhiêu? Công dụng của Enzyme. Enzyme là sự kết hợp của nhiều thảo dược tự nhiên mang đến công dụng vượt trội cho người sử dụng, tăng cảm giác no cho người dùng, từ đó hạn chế được lượng thức ăn nạp vào cơ thể, đặc biệt là các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, đường ngọt, tăng cường quá trình đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, loại bỏ mỡ thừa bằng cách đào thải dần ra ngoài, ngăn chặn tích tụ các chất béo trong cơ thể, chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa các tế bào, kích thích quá trình đào thải độc tố ra ngoài, giúp da dẻ luôn sáng trắng đều màu trong suốt quá trình giảm cân, hạn chế tình trạng da xám tịt, vàng da do giảm cân, hỗ trợ cải thiện vóc dáng như mong đợi sau khi đã loại bỏ được mỡ dư thừa trên cơ thể. Đối tượng sử dụng Enzyme. Enzyme được chỉ định sử dụng trong các trường hợp sau. Đối tượng có nhu cầu giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn. Đối tượng gặp tình trạng béo phì, thừa cân, nhiều mỡ. Đối tượng béo phì do cơ địa, khó giảm bằng những phương pháp tập luyện thông thường. Phụ nữ sau sinh muốn lấy lại vóc dáng thời thanh xuân. Sản phẩm phù hợp với mọi đối tượng. Tuy nhiên, khuyến cáo không sử dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi, bởi cơ thể đang trong quá trình phát triển, không thích hợp để ép cân. Cách sử dụng. Enzyme được bào chế dạng bột nên rất dễ sử dụng khi dùng đường uống. Sản phẩm được thiết kế dạng từng gói nhỏ nên thuận tiện khi mang theo bên người. Để sản phẩm phát huy được hiệu quả tối ưu, nên sử dụng Enzyme cùng với nước ấm, không nên sử dụng cùng nước trái cây hay sữa. Điều đó sẽ làm giảm hấp thu của sản phẩm.
pha một gói vào trong 100-150ml nước ấm, ở mức nhiệt độ trong khoảng từ 30-40°C. Sản phẩm tạo cảm giác no cho người dùng nên cần sử dụng trước bữa ăn từ 20-30 phút. Sử dụng Enfinim khi đói cũng làm giảm ảnh hưởng của thức ăn từ dạ dày tới sản phẩm, từ đó tăng sinh khả dụng quá trình hấp thu. Sử dụng sản phẩm liên tục và đều đặn trong suốt liệu trình từ nhà sản xuất đưa ra để đạt được kết quả tối ưu. Liều dùng: mỗi ngày sử dụng Enfinim 2 lần vào các buổi sáng và tối, mỗi lần sử dụng 1 gói. Người dùng không nên tăng lượng sử dụng trong mỗi lần để đẩy nhanh liệu trình. Đốt mỡ và giảm cân là cả một quá trình, cần kiên nhẫn sử dụng để đạt được hiệu quả tối ưu. Mỗi liệu trình kéo dài từ 1-2 tháng. Thời gian để đạt được hiệu quả phụ thuộc vào từng cá nhân. Không sử dụng Enfinim trong trường hợp nào. Không sử dụng sản phẩm cho người có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm. Không nên sử dụng Enfinim cho trẻ em dưới 16 tuổi. Enfinim có tác dụng không mong muốn không? Enfinim là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, lành tính, an toàn đối với người sử dụng, hầu như không gây ra bất kỳ tác dụng không mong muốn nào trong suốt liệu trình giảm cân. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải những triệu chứng bất thường hoặc có triệu chứng của rối loạn tiêu hóa sau khi dùng Enfinim thì nên tới cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ kịp thời tư vấn. Enfinim có tốt không? Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Enfinim được nhiều chị em tin tưởng sử dụng bởi có nhiều ưu điểm vượt trội so với các dòng sản phẩm khác. Enfinim được thiết kế dạng bột, dễ dàng hấp thu vào cơ thể và cho hiệu quả cao hơn. Sản phẩm có hiệu quả nhanh chóng sau thời gian ngắn sử dụng. Bột hòa tan có vị thanh ngọt dễ uống. Enfinim được bào chế từ 100% nguồn thảo dược thiên nhiên, lành tính, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm hỗ trợ giảm cân nhưng không gây cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, cũng không ảnh hưởng xấu tới da. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục An toàn Thực phẩm đề ra và đã được cấp phép trên thị trường. Enfinim cũng đã được đưa tin trên nhiều kênh truyền hình uy tín như VTV1, trang báo uy tín như 24H. Theo đánh giá của chuyên gia về quá trình sử dụng Enfinim, sau 3 ngày, cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn sau khi thức dậy. Sau 7 ngày, bạn thường xuyên có cảm giác no sau khi sử dụng sản phẩm, không còn thèm ăn nữa. Sau 10 ngày, bạn có thể cảm nhận được lượng mỡ trên cơ thể đang ngày càng ít đi do cơ chế thanh lọc và đảo thải mỡ. Sau 21 ngày, có sự thay đổi trên cân nặng của bạn, nhưng cơ thể và làn da vẫn khỏe mạnh, tươi tắn, không có dấu hiệu của sút cân đột ngột. Sau 28 ngày, tùy từng người mà có thể được từ 3-5kg. Review của khách hàng sau khi sử dụng Enfinim. Một số phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng Enfinim: mình thuộc tạng người béo lâu năm rất khó giảm. Trước khi nghe nhắc tới sản phẩm giảm cân mình có hơi sợ do sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng Enfinim thì khác, sản phẩm này có nguồn gốc thảo dược 100% nên mình rất yên tâm sử dụng. Mình dùng liệu trình 3 tháng thì hiện nay đã giảm được 3kg. Mình rất vui với kết quả này. Diễn viên Lương Thanh chia sẻ về hiệu quả khi sử dụng Enfinim. Sau khi sinh mình tăng cân khá nhiều, nên vóc dáng kém phần thon thả như thời con gái. Sau khi có con trai sữa, mình đã bắt đầu sử dụng Enfinim. Sau 2 tháng, mình giảm được 5kg. Vóc dáng thon thả, vòng eo thon gọn. Mình rất thích uống sản phẩm này bởi vị thanh ngọt của nó. Lưu ý khi sử dụng. Một số điểm cần lưu ý trong quá trình sử dụng Enfinim. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm phù hợp với người lớn và trẻ em từ 16 tuổi trở lên. Sản phẩm có thể dùng cho phụ nữ sau khi sinh. Phụ nữ trong thai kỳ không được phép ép cân cho nên không được sử dụng sản phẩm Enfinim. Enfinim không gây ảnh hưởng tới thần kinh nên có thể sử dụng bình thường cho người đang lái xe hoặc vận hành máy móc nặng. Kết hợp chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý, hạn chế các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, hạn chế đồ ngọt, bổ sung nhiều rau xanh. Nên chia nhỏ các bữa ăn để có cảm giác no lâu. Kết hợp các bài tập đốt cháy mỡ tại các nhóm cơ, điều này sẽ giúp bạn có một vóc dáng thon gọn nhanh hơn. Tăng hiệu quả khi sử dụng. Để xa tầm tay trẻ em. Việc trẻ uống nhầm sẽ gây kích ứng đường tiêu hóa. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo.
thoáng mát. Không để sản phẩm ở nơi ẩm thấp hay nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm hết hạn thì bột sẽ đổi màu hoặc bị mốc, không được tiếp tục sử dụng. Angelin giá bao nhiêu? Theo Central đã tham khảo được Angelin có giá khoảng 890.000 đồng, hộp 20 gói. Giá cả có thể được điều chỉnh ở các nhà thuốc và khu vực khác nhau. Ngoài ra, độc giả cũng có thể lựa chọn viên sủi giảm cân Detox Cream Thái Lan để hỗ trợ cho quá trình giảm cân. Angelin mua ở đâu? Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Angelin hiện nay được phân phối và bày bán tại nhiều nhà thuốc. Độc giả có nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng tìm mua. Để đảm bảo mua được hàng chính hãng, không mua nhầm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, độc giả nên mua tại các nhà thuốc uy tín hoặc các trang bán hàng online đáng tin cậy. Tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, chúng tôi gợi ý cho bạn một số nhà thuốc uy tín như nhà thuốc Ngọc Anh, nhà thuốc Lưu Anh, nhà thuốc Bimufa. Khách hàng cũng có thể gọi thẳng tới số hotline của nhà thuốc để được tư vấn nhanh chóng.